Kênh Military Samadhi cho biết không có thông tin về các hành động tấn công hoặc phản công tiếp theo theo hướng Kursk, nhưng lực lượng Moscow đang ném bom dữ dội vào các vị trí của quân đội Ukraine, gọi tắt là AFU, dọc chiến trường. Theo hướng Kupians, các video định vị địa lý cho thấy bước tiến thực sự của quân đội Nga về phía Tây với các mũi xung kích tiền phòng hiện chỉ còn cách sông Oskin vài km. Ở Todes, những hình ảnh khác cho thấy lực lượng Moscow đang giành thêm nhiều lãnh thổ hơn nữa và đã chiếm nhiều tòa nhà cao tầng ở trung tâm thành phố. Tại Pokrovs, giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn và họ vẫn tiếp tục tấn công như trước, đặc biệt là về phía nam. Theo nhiều nguồn tin, lực lượng Ukraine đã chính thức thất thủ ở Krasnogorivka. Chiến sự ở Ukleda cũng rất sôi động. Trong vài ngày qua, lực lượng Moscow đã chiếm hoàn toàn Vodien và theo các nguồn tin Ukraine, Họ cũng kiểm soát nhiều vị trí khác ở phía Nam dọc theo khu công nghiệp. Thành phố này đã thực sự rơi vào vòng vây bởi hai cánh quân Nga, nguy cơ sụp đổ đang ngày một rõ rệt hơn. Về phía Kherson, có video định vị địa lý cho thấy lực lượng Moscow đã tiến về phía bắc Kosachi Lahiri và đến Dnipr và chiếm được các vị trí ở đó. Kênh Tidopka đưa tin, gần Úc Lê Đà, lực lượng Moscow đang tiến vào nhiều khu vực cùng lúc tới Zolotaya Niva từ Brezhitovka. Tuy nhiên, thành công chính trong 24 giờ qua của họ là việc giành quyền kiểm soát vô điền khi các mũi xung kích ao ạt đột phá từ phía đường cao tốc giữa Ukleda và Konstantinovka, cũng như từ phía mỏ Yudno kajaba và nhà máy Estro-Detan nơi đã diễn ra các trận chiến ác liệt trong những ngày gần đây. Lực lượng Moscow bắt đầu cuộc tấn công từ Konstantinovka đến Katerinivka nhằm ngăn chặn AFU đánh thọc sườn và nhóm lực lượng đang tấn công theo hướng Maoznot Donbaskaya. Ngoài ra, lực lượng Moscow đang vượt sông Kaslagas ở Pavlovka đến bờ bắc và cũng đang chuẩn bị một cuộc đột phá từ Prechitovka qua Novokranska đến Bogoyavlenka. Theo kênh thì bà, trên mặt trận Kursk, lực lượng Moscow tiếp tục đẩy lùi cuộc tấn công dữ dội của đối phương ở một số khu vực. Tại quận Kodenevo, một UAV tấn công chính xác Phobos của Nga đã tập kích sở chỉ huy tiền phương của Ukraine bằng bom dẫn đường uab 20 nhằm vào khu định cư Snahos. Đây là lần đầu tiên Phobos được sử dụng ở vùng Kursk. Tại quận Sút AFU đã sử dụng UAV phun hỗn hợp gây cháy lên các khu rừng trồng và các vị trí của Nga ở phía tây Ulanok. Nhờ dữ liệu này có thể xác định rằng lực lượng Moscow duy trì quyền kiểm soát khu định cư Ulanok tập trung ở một trong những vành đai rừng trên đường tiếp cận Fana CFK. Tổng cộng ít nhất 10 trường hợp sử dụng loại UAV này của AFU dọc theo toàn bộ chiều dài mặt trận đã được ghi nhận cho đến nay. Quân đội Nga đã tấn công khu công nghiệp Pavlohrad ở vùng Dnipropetrovsk và Kramatorsk bằng tên lửa. Theo hướng Pogorovs, giao tranh vẫn tiếp diễn ở khu vực Ukraine và Hinnik, cũng như ở vùng ngoại ô phía đông Selidovo. Tại Donetsk, lực lượng Moscow đã kiểm soát hoàn toàn Krasnogorivka, củng cố các vị trí của họ ở vùng ngoại ô phía tây bắc của thành phố. Ở Nam Donetsk, quân đội Nga đã đẩy lùi đối phương ra khỏi lãnh thổ của mỏ Yud Donbasska số 1 và chiếm hoàn toàn Vodien, trong khi giao tranh vẫn đang diễn ra ở khu công nghiệp liền kề. Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo vào tối ngày 9 tháng 9 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết có 147 cuộc đụng độ chiến đấu được ghi nhận, những trận đọ súng nóng nhất diễn ra ở hướng Kurakovsky và Pokrovs. Báo cáo có đoạn, quân đội Nga đã tiến hành hai cuộc tấn công bằng tên lửa vào lãnh thổ Ukraine, 71 cuộc không kích, trong đó thả 91 quả bom KAB và họ cũng sử dụng 593 UAV, đồng thời đối phương thực hiện 3.751 cuộc tấn công bằng pháo kích. Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng phòng vệ đã đẩy lùi hầu hết các đợt xung phong của đối phương ở Kharkov, Kupiansk, Liman, Gramatos, Torres, Kurakhovsky và Vremovsky. Hôm nay, Nga chỉ thực hiện 3 cuộc tấn công theo hướng Odekov và 9 nỗ lực đột kích ở Dnipr, nhưng tất cả đều bất thành. Truyền thông Nga đưa tin, dạng sáng nay ngày 10 tháng 9, các cuộc tấn công bằng UAV đã được báo cáo ở bảy khu vực của Nga gồm ben Kurs, Orion, Voronezh, Tula, Kaluga và Krasnodar. Thống đốc khu vực Bryansk Alexander Bogomat trên Telegram báo cáo rằng lực lượng Nga đang đẩy lùi một nỗ lực tấn công quy mô lớn trên lãnh thổ vùng Bryansk. Ông cho biết, trong vòng một giờ, các đơn vị phòng không của Bộ Quốc phòng Nga đã phá hủy 21 UAV. Sau đó, thống đốc Bogomat tuyên bố tổng cộng 59 chiếc đã bị bắn hạ trong khu vực phòng không. Tiếng nổ cũng được nghe thấy ở bán đảo Crimea thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin trên Telegram báo cáo về cuộc tấn công bằng UAV vào Moscow đã khiến ba sân bay phải đóng cửa. Ông Sobyanin cho biết, dạng sáng ngày 10 tháng 9, 14 UAV bay về phía Moscow đã bị bắn hạ ở Podolsk, Ramenskoye, Lubersi, Domodedovo và Koloma. Ông Sobyanin cũng cho biết, theo dữ liệu sơ bộ, không có thiệt hại hoặc thương vong nào, các chuyên gia dịch vụ khẩn cấp đang làm việc tại hiện trường. Truyền thông Nga đưa tin rằng các sân bay Seremetyevo, Domodedovo và Vnukovo đã bị đóng cửa. Thị trường Sobianin sau đó đã viết rằng tại quận Domodedovo, phòng không đã bắn hạ thêm hai UAV đang bay về phía Moscow. Một loạt vụ nổ cũng đã xảy ra ở Zhukovsky, gần Moscow. Các nhân chứng cho biết họ nghe thấy ít nhất 10 tiếng nổ lớn trên bầu trời. Các mảnh vỡ của một trong những chiếc UAV bị bắn hạ rơi xuống đường, không có thông tin ghi nhận về thương vong. Người dân Ramenskoye, vùng Moscow, cũng báo cáo rằng các mảnh vỡ từ một trong những chiếc UAV đã đâm vào một tòa nhà dân cư cao tầng. Có thể nhìn thấy một đám cháy, chưa có thông tin về thương vong, tầng 10 và tầng 11 của tòa nhà đang bốc cháy. Sau đó có thông tin về hai ngôi nhà nữa được cho là bị mảnh vỡ của máy bay không người lái đâm vào. Ngoài ra, sân bay Zhukovsky gần Moscow đã bị hư hại. Thị trường Sobyanin cho biết đám cháy ở sân bay sẽ được dập tắt. Không quân Ukraine trên Telegram cho biết, vào tối ngày 9 tháng 9, Nga đã phóng một số nhóm UAV tấn công vào lãnh thổ Ukraine. Vào lúc 22 giờ 21 phút, một nhóm UAV tấn công của đối phương đã được báo cáo ở vùng Kharkov. Sau đó liên tục từ 22 giờ 37 phút đến 23 giờ 40 phút, các bản tin cập nhật ghi nhận sự xuất hiện của UAV ở Poltava, Chernihiv và Dnipro. Vào lúc 00 giờ 27 phút ngày 10 tháng 9, quân đội Ukraine báo cáo rằng một nhóm UAV khác từ phía nam, chúng đang di chuyển qua vùng Kherson hướng về phía tây bắc. Từ 1 giờ 12 phút đến 3 giờ 08 phút, liên tục xuất hiện UAV tại Nikolaev, Kirovograd, Odessa, Poltava, Chekasy, Kiev, Sumy và Vinnytsia. Vào lúc 3 giờ 48 phút, báo cáo cập nhật nêu rõ hiện có tới 10 nhóm UAV trong không phận Ukraine hầu hết hoạt động ở các vùng Poltava và Chekasi. Khoảng 6 giờ sáng, tức là 10 giờ theo giờ Việt Nam, các hoạt động phòng không của Ukraine chống lại UAV Nga vẫn đang tiếp diễn ở vùng ngoại ô Kiev. Chính quyền thông báo có thể khá ồn ào, hãy bình tĩnh và tìm nơi ẩn náu cho đến khi cảnh báo được dỡ bỏ. Kết quả và hậu quả của cuộc tấn công đang được thống kê làm rõ. Ukrainska Pravda tham chiếu đến dữ liệu từ ngân sách liên bang đưa tin số lượng người ký hợp đồng trong quân đội Nga đã tăng hơn 6 lần trong một năm. Theo dữ liệu này, nếu 26.700 người nhận được khoản thanh toán một lần khi ký hợp đồng trong nửa đầu năm 2023, thì 166.000 người đã nhận được trong cùng kỳ năm 2024. Trước đó, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev tuyên bố rằng đến tháng 7, khoảng 190.000 người đã đăng ký phục vụ theo hợp đồng. Lưu ý rằng sự gia tăng về số lượng lính hợp đồng có liên quan đến việc tăng các khoản thanh toán sau khi ký hợp đồng. Để thu hút người Nga tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt, chính quyền đang tăng tiền thanh toán khi ký hợp đồng. Vào tháng 8, khoản thanh toán của liên bang tăng từ 195.000 rúp lên 400.000 rúp, tức là tương đương 4.410 đô la Mỹ. Bloomberg đưa tin công ty năng lượng Hungary Monit đã ký một thỏa thuận bảo đảm nguồn cung cấp dầu của Nga không bị gián đoạn thông qua đường ống chạy qua Ukraine. Tin tức này xuất hiện sau khi Ukraine thực sự cấm Lukoil sử dụng công ty này làm quốc gia trung chuyển để ứng phó với chiến dịch quân sự của Nga. Theo thỏa thuận, Mon, đơn vị kiểm soát các nhà máy lọc dầu ở Hungary và Slovakia, sẽ tiếp quản nguồn cung cấp dầu tại biên giới Belarus-Ukraine từ ngày 9 tháng 9 trước đây phía nga chịu trách nhiệm cung cấp dầu đến biên giới của hungary và slovakia với ukraine gabriel zabo phó chủ tịch phụ trách hạ nguồn của môn cho biết thỏa thuận mới cung cấp giải pháp bền vững cho việc vận chuyển dầu qua đường ống Drutba, ám chỉ đến đường ống nối nga và hungary qua ukraine công ty không nêu rõ đơn vị nào sẽ thực hiện các chuyến hàng hungary và slovakia không giáp biển đã được miễn trừ tạm thời khỏi các lệnh trừng phạt năng lượng của liên minh châu âu đối với nga sau khi Ukraine thắt chặt lệnh trừng phạt đối với Lukoil, vào tháng 7, Hungary và Slovakia đã nhận được dầu từ các nhà sản xuất như TANEP. Trang tin quân sự Aviapro cho biết, theo dữ liệu mới nhất từ mặt trận ở tỉnh Kos của Nga, tính đến ngày 9 tháng 9, tình hình chỉ ra rằng thế chủ động đang chuyển sang quân đội Nga. Nhà phân tích quân sự Yuri Podoliak cho biết, các hoạt động tích cực của lực lượng vũ trang Nga đang được ghi nhận tại khu vực Korenevo, nơi các đơn vị không quân có thể đã đẩy lùi lực lượng Ukraine 1 km khỏi khu định cư dọc theo đường cao tốc đến sút xa. Theo ông Podolyak, cuộc phản công của lực lượng vũ trang Ukraine đã bị dập tắt ở giai đoạn chuẩn bị. Nhóm tấn công của Ukraine đã bị đẩy lùi với sự trợ giúp của các kiếp vận hành máy bay không người lái UAV. Sự kiện này đã trở thành chìa khóa để giữ vững các vị trí của Nga tại khu vực này của mặt trận. Ở những khu vực khác, lực lượng Moscow cũng gia tăng hoạt động sau khi phòng thủ thành công trước các cuộc tấn công gần đây của lực lượng vũ trang Ukraine trên tuyến Nechayev-Berdin. Quân đội Nga bắt đầu tiến vào các khu vực Rutskoye và Cherkaskoye Porekny, cũng như Marinovka. Bộ chỉ huy Nga đang cố gắng dàn xếp mặt trận theo hướng có lợi, cải thiện vị trí cho các hoạt động tiếp theo. Theo các nhà phân tích, nỗ lực tiến công của quân đội Nga tại các khu vực này khiến lực lượng vũ trang Ukraine mất dần khả năng phản công hiệu quả. Việc Nga tích cực sử dụng máy bay không người lái tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn các cuộc tấn công của Ukraine và phá hủy thiết bị của Kiev trên tiền tuyến. Bộ Quốc phòng Nga ngày 9 tháng 9 thông báo, thương vong của Ukraine đã lên tới khoảng 11.400 quân kể từ khi tiến hành cuộc tấn công vào tỉnh Kurs của Nga hồi tháng trước. Quân đội Nga cũng đã phá hủy hơn 1.000 đơn vị thiết bị quân sự của Ukraine, bao gồm 89 xe tăng, 42 xe chiến đấu bộ binh, 74 xe bọc thép chở quân, 635 xe chiến đấu bọc thép, 371 xe ô tô, 85 khẩu pháo và 24 bệ phóng pháo phóng loạt nhiều nòng. Chỉ riêng trong 24 giờ qua, Ukraine đã mất tới 240 quân nhân và 13 thiết bị, theo Bộ Quốc phòng Nga. Trong ngày qua, lực lượng bộ binh của Nga được hỗ trợ của pháo binh và không quân đã đẩy lùi ba cuộc tấn công của Ukraine gần các khu định cư Mikhailovka, Chekaskaya Konopenka và Dezhatoye Oktiabria. Lực lượng Kiev cũng đã cố gắng tiến về các làng Malaya, Loknia, Korenevo, Kremianoye và Martinovka nhưng đã bị đẩy lùi. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 5 tháng 9 tuyên bố, nhiệm vụ thiêng liêng của lực lượng vũ trang Nga là làm mọi cách để đẩy lùi đối phương khỏi Kursk, nơi Kiev phát động cuộc xâm nhập lớn nhất của lực lượng nước ngoài vào lãnh thổ Nga kể từ Thế chiến II. Ông Putin cho biết lực lượng Nga đang đẩy lùi binh lính Ukraine khỏi mặt trận này. Theo Tổng thống Putin, bằng cách điều động một số lượng lớn đơn vị được huấn luyện tốt vào khu vực biên giới của Nga, Ukraine đã làm suy yếu khả năng phòng thủ của chính nước này và cho phép Moscow đẩy nhanh tốc độ tiến công ở miền đông Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng cuộc tấn công vào tỉnh Kursk là một nỗ lực nhằm đưa chiến tranh đến lãnh thổ Nga, buộc Nga phải đàm phán hòa bình và tạo ra vùng đệm để ngăn chặn các cuộc tấn công của Moscow vào khu vực Sumy lân cận Ukraine. Sergei Lebedev, điều phối viên của tổ chức ngầm Mykolaiv cho biết Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang chuẩn bị một đội quân xâm lược để tấn công khu vực Biển Đen của Nga. Các lực lượng vũ trang Ukraine dự định thực hiện một chiến dịch quy mô lớn vào mùa xuân năm 2025. Kiev sẽ triển khai ít nhất nửa triệu quân cho mục đích này, Lebedev cho biết. Ông nói họ sẽ không phải là những chiến binh siêu đẳng nhưng khá tương đương với các lực lượng huy động của chúng ta. Chúng tôi sẽ không tấn công vào mùa đông, có nghĩa là họ có thời gian, điều quan trọng là phải giữ vững trước mùa đông. Để bảo vệ khu vực Biển Đen, cần phải mở một mặt trận ở Odessa, Lebedev cho rằng. Theo ý kiến của ông, việc Nga kiểm soát thành phố sẽ cho phép bảo vệ Crimea, Novorossiysk và toàn bộ bờ biển Biển Đen khỏi các cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine. Sergei Lebedev nói làm thế nào về việc loại bỏ mặt trận gần Novorossiysk, không phải là điều tuyệt vời sao? Đó chính là mục đích của mặt trận ở Odessa. Khi Odessa nằm trong tay kẻ thù, bờ biển Biển Đen của chúng ta vẫn nằm dưới mối đe dọa của các cuộc tấn công khủng bố. Một thỏa thuận sẽ không thành công. Tất cả những người trưởng thành đều hiểu điều đó. Truyền thông phương Tây mới đây đánh giá cuộc đột kích của quân đội Ukraine vào khu vực Kursk và kết luận rằng hoạt động này không bền vững. Theo đó, quân đội Ukraine AFU đã tung từ 20.000 đến 30.000 quân vào khu vực Kursk. Tuy nhiên, kể từ khi bắt đầu chiến dịch, họ đã mất hơn 11.000 quân và hàng trăm xe tăng và xe bọc thép. Tỷ lệ tổn thất trong chiến dịch này chắc chắn đặt ra thách thức nghiêm trọng đối với khả năng chiến đấu liên tục của AFU. Tối 31 tháng 8, quân đội Nga đã tiêu diệt một đơn vị Ukraine đang trên đường hành quân tới khu vực biên giới Sumy, Kursk. Hành động này càng chứng tỏ Kiev vẫn đang đưa thêm quân đến khu vực Kursk nhưng hiệu quả chiến lược của họ bị nghi ngờ. Các nhà quan sát quân sự Mỹ và châu Âu coi cuộc đột kích Kursk là một phần quan trọng trong kế hoạch phản công của quân đội Ukraine vào mùa hè năm 2024. Ngoài việc tạo dư luận quốc tế tích cực, hành động này còn nhằm mục đích buộc Nga phải rút quân khỏi chiến trường Đôn Bát để cứu viện cho mặt trận Kursk. Tuy nhiên, ý định chiến lược này đã không diễn ra như mong đợi của Ukraine và NATO. Moscow chẳng những không rút quân khỏi mặt trận Donbass mà thay vào đó, họ ổn định tình hình ở cấp bằng cách huy động quân từ nội địa và gây thương vong nặng nề cho nhóm quân đối phương vượt biên giới bằng hỏa lực tầm xa. Điều này cũng buộc AFU phải triển khai thêm lực lượng tinh nhuệ ở tiền tuyến để tiếp viện cho mặt trận Cos, làm suy yếu thêm khả năng chiến đấu của họ ở các chiến trường khác. Tình hình chiến sự tại khu vực Cos cuối cùng đã vượt quá khả năng dự đoán và kiểm soát của AFU. Để bảo toàn thắng lợi ở Kursk, quân đội Ukraine đã phải hy sinh tuyến phòng thủ vững chắc của vùng Donbass. Nếu để mất thành phố Pokrov có tầm quan trọng về mặt chiến lược, được phương Tây coi là tín hiệu cho thấy tuyến phòng thủ Donbass của Ukraine đã sụp đổ. Sai lầm này không chỉ khiến lực lượng phòng thủ của quân đội Ukraine ở khu vực Donbass dễ bị tổn thương hơn, mà còn có thể tác động sâu sắc đến tình hình toàn chiến trường. Tình báo Anh đưa ra cảnh báo hiếm hoi rằng Pokrov, trung tâm chiến lược hậu cần quan trọng cuối cùng của Ukraine, ở khu vực Donbass có thể sớm bị đe dọa. Nếu dự đoán này trở thành sự thật, chiến trường Donbass sẽ sớm tiến tới bước ngoặt quyết định. Vẫn theo tình báo Anh, trong tuần qua, các đơn vị Nga đã tăng tốc đáng kể bước tiến về phía thành phố quan trọng chiến lược Pokrov ở phía tây tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine. Thành phố Pokrov là trung tâm hậu cần quan trọng của lực lượng Kiev trong khu vực và sự thất thủ của thành phố này có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng trong tương lai quân đội Nga đã tiếp cận khu vực ngoại ô thành phố trong phạm vi 5 km. Diễn biến này đánh dấu một thời điểm quan trọng trong cuộc chiến giành quyền kiểm soát vùng Donetsk. Các lực lượng Ukraine đang tăng cường các vị trí của họ bên trong trung tâm Pokrov để chuẩn bị phòng thủ thành phố này. Trước diễn biến nghiêm trọng kể trên, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, tướng Alexander Sisky đã phải thừa nhận rằng tình hình trên chiến tuyến Donetsk rất khó khăn đối với Ukraine. Ông nói, Tình hình ở hướng tấn công chính của quân đội Nga rất khó khăn, nhưng bằng cách nào đó chúng tôi đã mắc sai lầm. Tuyên bố này chắc chắn đã bộc lộ những sai lầm và khó khăn của quân đội Ukraine ở cấp độ chiến lược. Sai lầm hết bước này đến bước khác, các hành động mạo hiểm của quân đội Ukraine ở khu vực Kursk chẳng những không đạt được kết quả như mong đợi, mà còn thực sự làm trầm trọng thêm tình hình khó khăn của họ ở khu vực Donbass. Bộ Quốc phòng Nga ngày 8 tháng 9 cho biết, sau hơn một tháng triển khai chiến dịch tấn công Kursk, Ukraine đã mất hơn 11.220 binh sĩ, cùng 87 xe tăng, 74 xe bọc thép chở quân, cùng nhiều vũ khí thiết bị quân sự khác. Mặc dù thông tin trên chiến trường của cả Nga và Ukraine nói chung là khác xa với sự thật, nhưng bất kể thông tin của Nga có đáng tin cậy hay không, điều đó thực sự có nghĩa là các mục tiêu mà Ukraine muốn đạt được bằng cách tấn công lãnh thổ Nga về cơ bản đều chưa đạt được. Nói một cách thẳng thắn, Ukraine ban đầu muốn có thêm lợi thế thương lượng cho mình bằng cách tấn công lãnh thổ Nga, phá vỡ tình hình bế tắc trên chiến trường khi đưa giao tranh vào chính nước Nga để giảm bớt áp lực. Nhưng hiện tại, hàng nghìn lính Ukraine tinh nhuệ tấn công lãnh thổ Nga đã bị loại khỏi vòng chiến đấu. Đương nhiên, mục tiêu của Tổng thống Volodymyr Zelensky không thể đạt được. Không chỉ vậy, báo Financial Times của Anh cho biết, do phải triển khai số lượng lớn binh sĩ tấn công lãnh thổ Nga nên IFU ở khu vực Donetsk bị thiếu hụt. Tranh thủ cơ hội, quân Nga đẩy mạnh tấn công, xé nát phần phía đông của tuyến phòng thủ Ukraine. Rõ ràng, chiến thuật tiên phát chế nhân của Tổng thống Zelensky nhằm đánh thẳng vào Kurs ban đầu được cho là sẽ gây chấn động thế giới, nhưng hóa ra lại là sự lãng phí tiền bạc, nhân lực, vũ khí, khiến họ rơi vào trạng thái bị động hơn. Nhiều nhận định cho rằng nhóm quân Ukraine đang ở trên lãnh thổ Nga, đang ở thế tiến thoái lưỡng nan, muốn rút lui nhưng không thể họ chỉ có thể cắn răng tiếp tục đối đầu với lực lượng moscow nếu tổng thống zelensky quyết định từ bỏ lãnh thổ nga mà họ đã chiếm được điều đó có nghĩa là trực tiếp khẳng định chiến dịch thất bại nhưng ai sẽ chịu trách nhiệm về cái giá mà quân đội ukraine phải trả rõ ràng afu không thể tiếp tục giành được nhiều kết quả hơn bởi nga đã phản ứng và sắp xếp lại các tuyến phòng thủ nói cách khác ukraine một lần nữa tự đặt mình vào thế nguy hiểm trong lúc họ đang rất khó khăn hãng thông tấn TASS dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các đơn vị của nhóm tác chiến phương Bắc được không quân và pháo binh hỗ trợ đã đẩy lùi ba đợt tấn công của địch vào các khu định cư Mikhailovka, Chekaskaya, Konopenka và Ten October của vùng biên giới Kursk. Quân đội Nga cũng đã ngăn chặn các nỗ lực tấn công của Ukraine vào các khu định cư Malaya-Loknia, Korenevo, Kremianoye và Martinovka lực lượng Nga đồng thời tấn công các điểm tập trung nhân lực và khí tài của đối phương gần Apanasovka, Boki, Visnevka, Vnezapnoye, Wyevo, Kazachia, Lugnia, Liubimotka, Malea, Lugnia, Matinovka, Novaya Sorochina, Novoivanovka, Obukhovka, Svetlikovo và Snagot ở vùng Kurs. Máy bay phản lực của Nga tấn công lực lượng dự bị và xe bọc thép của Ukraine tại 13 khu định cư ở vùng Sumy. Trong ngày 9 tháng 9, Ukraine mất tới 240 quân nhân và 13 xe bọc thép, bao gồm 2 xe tăng và 11 xe chiến đấu bọc thép, một khẩu pháo, một trạm tác chiến điện tử và 10 xe cũng bị phá hủy. Kể từ khi bắt đầu giao tranh ở khu vực biên giới Kurs, thiệt hại của Ukraine đã lên tới hơn 11.400 quân nhân, 89 xe tăng, 49 xe chiến đấu bộ binh, 74 xe bọc thép chở quân, 635 xe chiến đấu bọc thép, 371 xe quân sự, 85 khẩu pháo, 24 bệ phóng tên lửa đa nòng, bao gồm 7 hệ phóng HIMA và 5 hệ thống MLRS, 8 bệ phóng tên lửa phòng không, 2 xe vận tải nạp đạn, 22 trạm radar và 7 radar chống pháo, 2 radar phòng không, 8 thiết bị công binh, bao gồm 2 xe phá hủy công binh và 1 đơn vị rạp phá bom mìn UR-77. Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc thảo luận tại Diễn đàn Kinh tế Phương Đông ở Vladivostok ngày 5 tháng 9 cũng cho biết nỗ lực của Ukraine nhằm gây rối quân đội Nga bằng cuộc tấn công lớn qua biên giới vào vùng Kursk đã phản tác dụng. Ông Putin cảnh báo, thương vong lớn mà quân đội Ukraine phải gánh chịu kể từ khi tiến hành chiến dịch tấn công xuyên biên giới vào khu vực Kursk của Nga có thể khiến lực lượng vũ trang của nước này trở nên mất khả năng chiến đấu. Vì thế, Ukraine có nguy cơ sụp đổ tiền tuyến trên trục quan trọng nhất và Nga đang cố gắng để đạt được kết cục này. Trong khi đó, Thiếu tướng Arti Alaudinov, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quân sự Chính trị của lực lượng vũ trang Nga, đồng thời cũng là chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat Hôm 6 tháng 9 cho biết, lực lượng vũ trang Ukraine tiếp tục triển khai thêm các đơn vị mới đến vùng Kursk mỗi ngày, bất chấp tổn thất. Ukraine cũng đang liên tục triển khai các máy bay không người lái UAV nhằm phá hủy những cây cầu phao Nga bắc qua sông Sêm ở Kursk. Động thái này nhằm cô lập 800 km vuông của vùng Kursk ở phía tây nam sông Sêm bóp nghẹt hậu cần Nga, từ đó lật ngược thế cờ ở Kursk ngày 6 tháng 8, quân đội Ukraine đã phát động một cuộc tấn công xuyên biên giới chưa từng có vào vùng Kursk của Nga. Mặc dù lực lượng Kiev có những thắng lợi ban đầu, nhưng các mũi tiến công của họ dần chậm lại và đứng yên sau khi Moscow tái bổ sung quân dự bị đến khu vực. Nhà sử học Tarik Sirin Aman nhận định những thắng lợi ban đầu của Ukraine quá nhỏ so với những thiệt hại hiện tại. Chiến dịch ở Kursk không khác gì cuộc tấn công tự sát và Kiev sẽ sớm hứng chịu thất bại. Ông phân tích, để đạt được mục tiêu ở Kursk, quân đội Ukraine đã tung vào chiến dịch những đơn vị chiến đấu giàu kinh nghiệm và được trang bị tốt nhất, thậm chí huy động lực lượng dự bị còn lại ở các mặt trận khác. Hầu hết các nhà phân tích đều đánh giá, hành động này của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không khác gì đánh cược và rủi ro thất bại quá lớn. Việc gom toàn bộ quân dự bị đến Kursk khiến phong tuyến của Ukraine ở vùng Donbass trở nên suy yếu và chúng không thể chống đỡ được các đợt tấn công liên tiếp từ Nga. Chiến dịch Kursk của Ukraine cũng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ chính các đồng minh phương Tây. Các ý kiến đều cho rằng hành động quân sự này đang lãng phí nguồn lực viện trợ quân sự vốn đã hạn chế của Kiev. Theo ông Ama, ngay từ đầu, chiến dịch Kursk đã không thể thành công và việc chiếm đóng một vùng lãnh thổ nhỏ của Nga sẽ không mang lại bất cứ lợi thế nào cho Kiev. Mục tiêu chiến lược duy nhất ở Kursk, Kiev Kurs có thể mang ra mặt cả với Moscow là nhà máy điện hạt nhân Kursk. Tuy nhiên, quân Ukraine không thể tiến xa hơn khi Nga tái cơ cấu lại lực lượng. Kiev cũng hứng chịu nhiều thương vong khi Moscow sử dụng không quân và tên lửa tập kích vào các vùng hậu cần ở Sumy. Có vẻ như Nga đã chủ động chấp nhận thực tế, quân Ukraine đứng chân trên Kurs vào lúc này và trong một thời gian nhất định sắp tới. Ông Jock Bibe, giám đốc phụ trách đại chiến lược tại viện QIAS, cho rằng Nga đã biến chiến dịch Kursk do Ukraine thực hiện thành cơ hội để Nga đánh tiêu hao binh lính và xe thiết giáp Ukraine. Ông Bibe nói Ukraine đang mất nhân lực, mất xe thiết giáp, mất vũ khí và sử dụng cạn kiệt đạn dược tại Kursk. Theo ông, điều này có lợi cho Nga, nên Nga không vội ra tay để chấm dứt hẳn chiến dịch đó của Ukraine. Stephen Grant, giáo sư về các vấn đề quốc tế tại trường Kennedy, Đại học Harvard, cho rằng phần đất mà Ukraine vừa giành được ở Kursk chỉ chiếm một góc rất nhỏ trong tổng diện tích không lâu của nước Nga. Không những vậy, ông Grant còn đánh giá, thực sự thì thành công ngắn hạn này của chiến dịch Kursk có thể cuối cùng lại trở thành thất bại chiến lược của Ukraine nếu như nó làm suy yếu phòng tuyến Ukraine ở miền Đông, từ đó tạo điều kiện cho Nga nhanh chóng giành thêm lãnh thổ. Nga chấp nhận để Ukraine kiểm soát một phần lãnh thổ rất nhỏ trong thời gian đầu vì họ biết mình đủ sức giành lại hoàn toàn nơi đó sau này. Theo dữ liệu của ISV, quân Nga đã đạt được những bước tiến lớn trên đất Ukraine kể từ khi chiến dịch Kursk bắt đầu. Cụ thể đến nay, Nga đã chiếm thêm được 54.485 km vuông chỉ riêng trong tháng 8 năm 2024, mức lớn nhất kể từ tháng 10 năm 2022. Ông Ama cho rằng Ukraine đều không đạt được cả ba mục tiêu như họ tuyên bố đầu chiến dịch và giao tranh đã kéo dài hơn một tháng. Đầu tiên, theo cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine, ông Mikhail Podolyak, mục đích của chiến dịch Kursk là buộc Moscow phải đàm phán chấm dứt xung đột theo các yêu sách của Kiev. Việc chiếm đóng lãnh thổ được xem là điều kiện trao đổi sau này các chuyên gia lại cho rằng ý định này không thực tế, nếu dựa vào năng lực quân sự và dự trữ của Kyiv, Ukraine sẽ là bên đuối sức trước nếu tiếp tục kéo dài hoạt động ở Kursk. Về phía Nga, Moscow sẽ không thay đổi lập trường, thậm chí còn đáp trả cứng rắn hơn đối với Kyiv. Thứ hai, một mục tiêu khác của cuộc tấn công của Ukraine là buộc quân đội Nga phải rút quân khỏi các khu vực khác của tiền tuyến, đặc biệt là ở thành phố Pokrovsk cách Donetsk khoảng 60 km về phía tây bắc. Mong muốn của Kiev đã không thành hiện thực khi quân Nga không chỉ không rút quân mà còn tấn công khu vực này mạnh hơn trước. Theo một sĩ quan Ukraine giấu tên đang chiến đấu ở Pokrovsk nói với tờ Le Monde, sự sụp đổ của phong tuyến Pokrovsk là một thảm họa quân sự và điều này sẽ sớm xảy ra khi lực lượng dự bị được chuyển đến Kurs thay vì tăng cường cho Donetsk. Tờ Telegraph của Anh nhận định, kể từ khi Ukraine rút các đơn vị tinh nhuệ khỏi Donetsk để chuyển đến Kursk, quân đội Nga ở mặt trận này bắt đầu tăng cường cường độ các cuộc tấn công. Pokrovsk có tầm quan trọng chiến lược đối với phòng tuyến của Ukraine ở Donetsk. Đây là một trung tâm hậu cần lớn của quân đội Ukraine. Việc mất Pokrovsk sẽ ảnh hưởng đến việc phòng thủ đối với ít nhất những gì còn lại của vùng Donetsk, gây áp lực nghiêm trọng lên lực lượng Ukraine xung quanh các thị trấn Todes, Chasopya và các cứ điểm ở Slaviansk, Kramatorsk và Konstantinovka. Ngoài ra, việc mất Pokrovsk có thể giúp nga mở ra cánh cổng tiến về phía tây sông Dnipro. Thứ ba, bằng hành động chiếm đóng lãnh thổ Nga, Kiev cũng muốn chứng minh rằng các làn danh đỏ của Moscow sẽ không bao giờ được thực hiện và phương Tây nên bỏ qua những lời đe dọa từ Nga. Giới lãnh đạo Ukraine đang cố gắng thuyết phục chính quyền Tổng thống Joe Biden cho phép Kiev sử dụng vũ khí của Mỹ, đặc biệt là ATACMS, để tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Nga. Ngoài ra, Kiev cũng muốn Washington cho phép Anh và Pháp làm như vậy đối với tên lửa xôm xa đầu về bản chất, đây là một nỗ lực khác của Ukraine nhằm đạt được sự ủng hộ hoàn toàn từ các đồng minh phương Tây. Nhưng ngay cả khi Kiev được phép tấn công sâu hơn vào Nga bằng vũ khí phương Tây, thì hành động này sẽ không cứu được sự sụp đổ của quân đội Ukraine ở miền Đông. Trang tin Toko của Nga vào ngày 8 tháng 9 đưa tin quân đội Nga đã phá vỡ hai tuyến phòng thủ của lực lượng vũ trang Ukraine theo hướng Pokrovsk, trong đó tuyến phòng thủ đầu tiên được Kiev xây dựng tại khu định cư Ocherezino, nơi quân đội Nga giành quyền kiểm soát hồi tháng 4 năm nay. Tuyến phòng thủ thứ hai được bố trí tại các khu định cư Kalinovo, Memdik và Novogrodovka cũng vừa bị Nga phá vỡ gần đây. Trong đó, theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga vào ngày 8 tháng 9, cơ Nga đã được kéo lên tại Novogrodovka, đưa nơi đây trở thành thanh chi mới nhất nằm dưới quyền kiểm soát của Nga theo hướng Pokrovsk. Hiện tại, quân đội Nga đang tiến tới tuyến phòng thủ thứ ba ở gần Selidovo. Hãng thông tấn TASS vào ngày 8 tháng 9 dẫn nguồn tin trong lực lượng an ninh Nga cho biết quân đội Nga đã tạo thế cộng kìm bao vây lực lượng Ukraine gần thành phố này. Nếu vượt qua tuyến phòng thủ thứ tư, chạy dọc Minograd và Pokrovsk, trung tâm hậu cần lớn nhất của Kiev ở Donbass, Nga sẽ phá vỡ hoàn toàn mạng lưới phòng thủ của Ukraine trong khu vực. Trái với Adipka, tuyến phòng thủ của Ukraine ở Pokrovsk không có nhiều công trình bê tông, số lượng binh lính Ukraine tại các chiến hào trên tuyến đường tiếp cận Pokrovsk cũng ít hơn đáng kể tại Adipka. Một chỉ huy của Ukraine cho biết lực lượng của họ đang tiến hành các bước để củng cố vị trí ở Pokrovsk. Tuy nhiên, điều này không thể thực hiện đầy đủ do một lượng lớn quân đã được ký ép điều tới tỉnh Kursk của Nga. Theo hãng tin CNN của Mỹ, vào ngày 8 tháng 9, cuộc tấn công ác liệt kéo dài 2 năm rưỡi của Nga đã tàn phá nhiều đơn vị Ukraine. Lực lượng tiếp viện rất ít và thơ thớt, khiến một số binh sĩ trở nên kiệt sức và mất tinh thần. Tình hình đặc biệt tồi tệ với các đơn vị bộ binh gần Pokrovsk và những nơi khác trên tiền tuyến phía đông. Nơi đây đã trở thành tâm điểm của cuộc chiến giành miền đông Ukraine lực lượng Nga đã tiến dần về thành phố trong nhiều tháng, nhưng tốc độ tiến quân của họ đã tăng tốc trong những tuần gần đây khi hệ thống phòng thủ của Ukraine bắt đầu sụp đổ. Một chỉ huy Ukraine đang tác chiến tại Pokrovs nói với CNN, không phải tất cả những người lính trong diện huy động đều rơi bỏ vị trí chiến đấu, nhưng phần lớn là vậy. Khi những tân binh mới đến đây, họ thấy rõ tình hình đang khó khăn như thế nào, họ nhìn thấy rất nhiều máy bay không người lái UAV, pháo và súng cối của Nga. Vị chỉ huy cho biết thêm, họ đến các vị trí tác chiến này một lần và nếu sống sót họ không bao giờ quay lại họ thường rời vị trí chiến đấu từ chối tham chiến hoặc tìm cách rời khỏi quân đội không giống như lính tình nguyện nhiều tân binh không có lựa chọn nào khác khi tham chiến họ được triệu tập sau khi luật động viên mới của ukraine có hiệu lực từ mùa xuân năm nay và không thể rời đi một cách hợp pháp nếu chính phủ chưa ban bố lệnh giải ngũ ngoại trừ các trường hợp đặc biệt theo thống kê của quốc hội Ukraine, chỉ trong 4 tháng đầu năm 2024, các công tố viên của nước này đã khởi tố hình sự đối với gần 19.000 binh lính Ukraine bỏ vị trí hoặc đào ngũ. CNN nhận định đây là một con số đáng kinh ngạc và rất có thể là chưa đầy đủ. Một số chỉ huy Ukraine nói với hãng tin Mỹ rằng nhiều sĩ quan sẽ lựa chọn không báo cáo cấp trên về tình trạng đào ngũ hay vắng mặt trái phép. Họ hy vọng có thể thuyết phục binh lính tự trở về mà không phải đối diện với hình phạt. Một vấn đề khác mà lực lượng Ukraine tại Pokrovsk đang gặp phải là trao đổi thông tin. Theo một sĩ quan Ukraine đến từ lữ đoàn chiến đấu ở Pokrovsk, có những trường hợp binh lính của đơn vị này không tiết lộ toàn bộ hình ảnh chiến trường cho đơn vị khác vì sợ rằng điều đó khiến họ trông kém cỏi và tồi tệ. Hãng thông tấn TASS đưa tin, ngày 9 tháng 9, phi hành đoàn điều khiển máy bay chiến đấu Su-34 thuộc lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã tấn công một nhóm quân nhân và thiết bị của Ukraine tại khu vực biên giới ở tỉnh Kurs. Trích dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, cuộc tấn công được thực hiện bằng bom có mô đun lập kế hoạch và hiệu chỉnh phổ quát, cho phép thực hiện các cuộc tấn công chính xác từ khoảng cách an toàn. Sau khi cơ quan tình báo xác nhận các mục tiêu đã bị phá hủy, phi hành đoàn đã trở về sân bay an toàn. Cũng theo báo cáo từ Bộ Quốc phòng Nga, tính tới nay, Ukraine đã mất hơn 11.220 quân nhân, 87 xe tăng và 74 xe bọc thép chở quân kể từ khi cuộc tấn công vào tỉnh Kursk bắt đầu vào ngày 6 tháng 8. Ngoài ra, quân đội Ukraine còn mất 42 xe chiến đấu bộ binh, 624 xe chiến đấu bọc thép, 84 khẩu pháo, 8 hệ thống tên lửa phòng không, 24 bệ phóng tên lửa đa nòng, 2 xe vận chuyển và nạp đạn, 21 trạm tác chiến điện tử, 7 radar phản pháo, 2 radar phòng không. Chỉ tính riêng từ ngày 7 đến ngày 8 tháng 9 tại tỉnh Kursk, lực lượng Ukraine đã mất tới 510 quân nhân và 19 đơn vị thiết bị, bao gồm 3 xe tăng, 1 xe chiến đấu bộ binh và 15 xe bọc thép chở quân, cũng như 2 khẩu pháo, 1 trạm tác chiến điện tử và 13 xe hơi. Cũng với đó, lực lượng Nga đã đẩy lùi 5 cuộc tấn công của Ukraine ở gần Malaya Loknia, Chekaskaya Konopenka, Mariefka và Snagos thuộc tỉnh Kursk trong 24 giờ Ngoài ra, không quân và pháo binh Nga đã tấn công các điểm tập trung nhân lực và thiết bị của Ukraine tại 12 khu định cư của Kursk, gồm Apanasovka, Boki, Vysnevka, Vernevs, Javnoye, Kazachia, Loknia, Marievka, Malaya Loknia, Martinovka, Obukhovka, Liubimovka, Kniazip Pervi và Snagos. Quân đội Ukraine chưa bình luận về các thông tin này. Kênh Military Summary đưa tin, trên mặt trận Donetsk, lực lượng Moscow đã kiểm soát và bảo đảm an ninh cho trung tâm giam giữ ở Torez. Một số hình ảnh được định vị địa lý xác nhận điều này. Cờ chiến thắng của Nga được treo ở phần cực Bắc New York. Phía Kiev cũng công bố một đoạn video cho thấy đối phương treo cờ gần khu công nghiệp, nơi quân đội Ukraine, AFU, có thể đã bị bao vây trong 3 tuần. Tại Pokrov, quân đội Nga hoàn toàn chiếm giữ ngôi làng Novohorodivka, có tầm quan trọng chiến lược Đồng thời, giao tranh vẫn tiếp diễn ở Selidove, nơi lực lượng Moscow buộc phải rút lui khỏi trung tâm ngôi làng về phía nam và phía đông trong những ngày gần đây. Giữa các làng Lysipka và Zelane Perse, theo các nguồn tin của Ukraine, hàng trăm binh sĩ của họ, trong đó có nhiều người bị thương, được cho là đã bị bao vây sau khi Nga giành được lãnh thổ mới nhất. Tại Krasnogorivka, quân đội Nga cũng đã chiếm được phần lớn thành phố và hiện kiểm soát khoảng 95%. Kênh Reduka cho biết, những diễn biến đáng chú ý nhất cuối tuần qua là việc lực lượng Moscow đã bao vây Ukleda từ hai bên sườn, tấn công Ukrainska từ phía nam và kiểm soát hoàn toàn Krasnogoripka. Cụ thể, kể từ tuần này, quân đội Nga bắt đầu bao vây Ukleda từ hai bên sườn. Họ đã chiếm lĩnh Prechistopka ở bên cánh trái, từ đó mở ra con đường dẫn đến một điểm hậu cần quan trọng nơi cung cấp cho các nhóm binh sĩ đồn trú của AFU ở thành phố Lực lượng Moscow cũng đang đột kích vào Ukleda từ Volyanoye. Ngoài ra, từ Prechitovka, quân Nga đã tiến đến Zolotaya Niva. Từ đó có con đường thẳng đến Velikaya Novoselovka. Tại Selidovo, lực lượng Moscow đã rút lui khỏi phần phía nam thành phố để tập hợp lại và ở Ukrenska, các binh sĩ của họ cũng bắt đầu tấn công từ phía nam. Trong khi đó, ở Kurakhovsky, lực lượng Moscow đã kiểm soát hoàn toàn Krasnogorovka sau khi chiếm giữ vùng ngoại ô cực bắc của thành phố. Thực tế là ngay trước đó, AFU đã rút lui khỏi khu vực kiên cố tại khu vực này. Đồng thời, quân đội Nga đã chiếm trọn vẹn khu định cư Nevenskoye. Theo một số nguồn tin, bốn lữ đoàn Ukraine được cho là đã nhận lệnh rút lui, rời khỏi vạc dầu gần Nevenskoye. Tuy nhiên, theo đánh giá khách quan, tại khu vực này chỉ có khoảng hơn 1.000 binh sĩ Kiev mà thôi. Dù vậy, nếu nhóm quân này bị tổn thất, cũng là con số rất lớn khiến cho AFU vốn đã kiệt quệ lại càng bi đắt hơn. Thứ nhất, thông thường tuyến phòng thủ của lữ đoàn cơ giới trải dài 10 đến 12 km dọc mặt trận và sâu tới 8 km. Các giá trị này tương ứng với khoảng toàn bộ diện tích khu vực được đánh dấu trên bản đồ dưới đây, từ Nevenskoye đến Zoryani ở phía Tây và từ Karadnogorivka đến Netailovo từ Nam lên Bắc. Từ đó các lữ đoàn Ukraine được cho là đã nhận lệnh rút lui. Theo tất cả các quy định, Toàn bộ khu vực này đáng lẽ phải do một lữ đoàn chấn giữ, có thể được tăng cường bởi các tiểu đoàn tổng hợp khi có tổn thất để mặt trận không sụp đổ hoàn toàn. Thứ hai, việc nhồi nhét bốn lữ đoàn với quân số lên tới 8.000 người trên một khoảng cách như vậy tất nhiên là có thể thực hiện được. Nhưng trong trường hợp này, họ sẽ kể vai sát cánh và dẫm vào chân nhau trong hầu hết mọi hành động mà không thể di chuyển đi đâu đó. Nếu đây chính xác là những gì đã xảy ra, thì rõ ràng đó là một món quà không thể nào tốt hơn mà AFU dành cho lính pháo binh và lính tên lửa Nga với mật độ dày đặc như vậy. Thứ ba, tổng cộng có khoảng 800 đến 1.100 người xuất hiện từ Nevenskoye theo các nhóm phân tán. Con số này không tới 4 lữ đoàn, không phải số lượng nhân sự cũng như số lượng thực tế. Họ về mặt lý thuyết chỉ có thể biến thành 4 lữ đoàn nếu quân tiếp viện được đưa đến tuyến phòng thủ mới dọc theo Goniak, Kurakhovka. Theo kênh Riba, trên hướng Kursk, lực lượng Moscow đang tăng tốc độ tiêu diệt các phương tiện bọc thép và cơ sở hạ tầng quân sự của đối phương, bao gồm cả việc sử dụng các UAV tấn công tầm trung và tầm xa. Tại quận Glutkovo, AFU đã tấn công Snagot nhưng bị đẩy lùi. Ở phía tây nam, UAV Nga đã phá hủy một xe bán tải Ukraine đang di chuyển gần tuyến đường sắt Glutkovo, Korenevo. Tại quận Sutsa, AFU đã thực hiện một số cuộc tấn công vào các vị trí Nga gần Malaya Loknia và Pokrepki nhưng bất thành tại khu vực sút ra pháo binh và máy bay nga thường xuyên tấn công vào các điểm tập trung quân và trang thiết bị của đối phương ở các vành đai rừng ở moklovka lực lượng moscow đã phá hủy hai xe tăng ukraine bằng uav orion inokoset mang tên lửa có điều khiển lần cuối cùng xuất hiện cảnh quay về việc nga sử dụng uav này trong vai trò tấn công đã diễn ra từ hơn một năm trước với mật độ phòng không dày đặc việc sử dụng các hệ thống như vậy ở cả hai phía mặt trận là rất khó khăn vì vậy, tình huống này có thể được coi là hiếm trong thực tế hiện nay. Tại vùng Sumy, lực lượng Moscow tấn công điểm triển khai tạm thời của AFU ở Radkivka bằng cách sử dụng tên lửa đạn đạo Iskander. Họ cũng tấn công Odessa và Poltava, đồng thời tập kích một số mục tiêu ở Kiev cũng như tại Kharkov. Tại Oleksandrivka, Kalinovo, quân đội Nga đang tiến vào Dzerzhin, giành quyền kiểm soát một số nơi. Ở Pokrov, các cuộc đụng độ chính đang diễn ra ở vùng ngoại ô phía đông Selidovo và Mikhailivka, nơi máy bay Nga đã phá hủy một cây cầu. Tại Donetsk, lực lượng Moscow đang tiến về phía bắc Krasnogorivka, tìm cách san phẳng chiến tuyến dọc bờ sông Volchia. Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối mùng 8 tháng 9 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, trong ngày Chủ nhật, trên mặt trận đã xảy ra 148 cuộc đụng độ, trong đó Nga tấn công 36 lần tại Pokrov, và 25 lần ở Kurakhovsky. Báo cáo có đoạn, đã xảy ra 148 cuộc đụng độ, đối phương đã thực hiện 60 cuộc không kích, sử dụng 79 bom KAB, 473 cuộc tấn công bằng UAV và thực hiện 2.768 cuộc pháo kích. Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định, lực lượng phòng vệ đã cơ bản đẩy lùi các đợt xung phong của đối phương ở Kharkov, Kupiang, Limang, Servetsky, Kramatok, Torres, Vremovsky và Orekhov. Trên hướng Pokrov, 29 hành động tiến công tập kích của Nga đã bị đẩy lùi. 7 cuộc đụng độ chiến đấu khác vẫn tiếp tục. AFU đang thực hiện các biện pháp để giữ vững một số phòng tuyến. Theo dữ liệu sơ bộ, Moscow đã mất 314 binh sĩ thiệt mạng và bị thương, một người bị bắt, nhiều phương tiện chiến đấu bị phá hủy hoặc hư hại. Báo cáo viết, có 25 cuộc đụng độ ở Kurakhovsky, đối phương vẫn hoạt động, cố gắng tiến vào các khu vực định cư Krasnogorovka, Dolinovka, Ukrainskaya, Jobzevka và Konstantinovka. Các đơn vị của lực lượng phòng vệ đã đẩy lùi được 20 đợt tấn công, 5 đợt xung kích vẫn đang tiếp diễn, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho hay. Các nhà phân tích của kênh Deep State có liên hệ với Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine GUR đã cập nhật bản đồ vào rạng sáng mùng 9 tháng 9, lưu ý rằng quân đội Nga đã chiếm được làng Vodianoye ở vùng Donetsk. Báo cáo cho biết thêm, đối phương đã chiếm được Vodianoye và tiến vào Grodoka. Ukrainska Pravda đưa tin lực lượng phòng thủ Kiev báo cáo về cuộc tấn công thứ 5 của UAV Nga vào thủ đô kể từ đầu tháng 9 và cho biết lực lượng phòng không đã tiêu diệt toàn bộ UAV đối phương. Vào lúc 00h33 ngày 9 tháng 9, cảnh báo không kích đã được ban bố ở Kiev. Người đứng đầu chính quyền Kiev, Sergei Popko cho biết Cuộc không kích thứ năm vào Kyiv kể từ đầu tháng 9. Đêm nay, quân đội Nga lại sử dụng UAV được phóng từ lãnh thổ vùng Kursk. Đạn làng vàng bay vào Kyiv sau nửa đêm thành nhiều đợt. Ông Popko lưu ý rằng báo động không kích ở thủ đô kéo dài hơn một giờ. Theo ông, tất cả UAV tấn công của Nga đe dọa Kyiv đều bị lực lượng và phương tiện phòng không tiêu diệt trên đường tiếp cận thủ đô. Theo dữ liệu sơ bộ, không có thiệt hại hoặc thương vong trong thành phố. Lúc 1 giờ 39, cảnh báo không kích được dỡ bỏ ở Kyiv. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong bài phát biểu tối mùng 8 tháng 9 cho biết, sau cuộc tấn công của Nga vào trường quân sự ở Poltava, 220 người bị thương vẫn đang nằm viện, một số trong số họ đang trong tình trạng rất nghiêm trọng. Ông Zelensky nói, thật không may, đầu tháng 9 này được đánh dấu bằng các cuộc tấn công dữ dội của Nga. 220 người bị thương vẫn đang được điều trị tại bệnh viện, trong số đó có những người bị thương rất nặng. Trước đó ngày 3 tháng 9, Nga đã tập kích vào trường quân sự ở thành phố Poltava. Lực lượng mặt đất đang điều tra vụ tấn công. Tổng thống Zelensky cho biết tên lửa Nga bắn trúng trường quân sự Poltava chỉ mất có 3 phút để tới được mục tiêu, khiến nhiều người thiệt mạng hoặc bị thương khi họ sơ tán xuống nơi trú ẩn. Tính đến ngày 8 tháng 9, số người chết đã lên tới 58 người và 328 người bị thương. Chiến dịch đột kích táo bạo của Ukraine vào tỉnh Kursk của Nga đã khiến các đối tác phương Tây ấn tượng về những bước tiến nhanh chóng ở giai đoạn đầu, đào ngược nhận thức cho rằng xung đột đã rơi vào bế tắc. Nhưng một tháng sau chiến dịch, các quan chức Mỹ và châu Âu đã đặt câu hỏi về mục đích cuối cùng của Ukraine đối với 1.300 km vuông mà quân đội nước này cho biết đã chiếm giữ được trên lãnh thổ Nga. Một số người lo ngại Ukraine có thể bị buộc phải từ bỏ vùng đất này nếu Nga tiến hành cuộc phản công lớn trong bối cảnh Nga đang tăng cường các cuộc tấn công vào miền đông Ukraine, tận dụng lợi thế về số lượng binh sĩ và pháo binh vượt trội để phá vỡ phòng tuyến của Kiev, các quan chức châu Âu lo ngại cái giá mà Ukraine phải trả khi tiến hành chiến dịch tấn công Kursk có thể rất cao. Ukraine đã giữ bí mật trước các đối tác phương Tây khi tiến hành cuộc tấn công Kursk, cuộc xâm nhập lớn nhất vào lãnh thổ Nga kể từ Thế chiến 2. Chiến dịch chớp nhoáng này đã làm bộc lộ điểm yếu trong hệ thống phòng thủ của Nga, thách thức quan điểm cho rằng cuộc xung đột kéo dài hơn 2 năm qua đã trở thành một cuộc chiến tiêu hao dai dẳng và đang mang lại lợi thế cho Điện Kremlin. Việc Nga không thực hiện động thái trả đũa lớn dường như củng cố lập luận của Kiev cho rằng làn danh đỏ mà Tổng thống Putin đưa ra chỉ là những lời đe dọa xuông nhằm vào Mỹ và châu Âu. Tổng thống Zelensky đã viện dẫn phản ứng im lặng của Điện Kremlin khi ông hối thúc phương Tây cho phép sử dụng vũ khí tầm xa tấn công các mục tiêu bên trong nước Nga nhằm giảm bớt áp lực cho quân đội Ukraine. Tổng thống Zelensky nói với các đối tác tại một cuộc họp ở Đức vào cuối tuần qua: "Nga đã đổ quá nhiều máu đến nỗi danh giới đỏ mà họ đặt ra trở nên vô ích." Ông Zelensky cho biết thêm, Ukraine có thể sử dụng lãnh thổ mà nước này chiếm được tại Nga làm con bài mặc cả trong các cuộc đàm phán. Bên cạnh đó, chiến dịch xâm nhập Kursk cũng nhằm mục đích tạo ra một vùng đệm giúp bảo vệ các thành phố khác của Ukraine khỏi những cuộc tấn công của Nga. Nhưng trong bối cảnh không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy Moscow thể hiện thiện trí sẵn sàng đàm phán, một số đối tác của Kiev lo ngại họ có thể không giữ được lãnh thổ Nga lâu dài để tạo đòn bẩy trong bất cứ nỗ lực ngoại giao nào. Cho đến thời điểm hiện tại, Nga vẫn chưa triển khai một số lượng lớn binh sĩ từ phía đông Ukraine đến bảo vệ Kursk. Thay vào đó, họ tiếp tục tấn công dữ dội vào tuyến phòng thủ của Kiev xung quanh các trung tâm hậu cần quan trọng. Theo giới phân tích, Nga có thể sẽ phải triển khai thêm nhiều binh sĩ đến Kursk để đẩy lùi lực lượng Ukraine. Anne Marie nhà nghiên cứu chính sách về Nga và các vấn đề quân sự tại Den ở Washington đánh giá, động thái của Ukraine là một thành công về mặt chiến lược, đây là cuộc xâm nhập nhỏ vào một khu vực nhất định của Nga, nhưng nếu Ukraine muốn, họ có thể làm điều tương tự ở khu vực khác. Họ đang buộc Nga phải xem xét lại cách bảo vệ toàn bộ biên giới với Ukraine. Về mặt công khai, các quan chức phương Tây vẫn giữ im lặng về cuộc đột kích của Ukraine bởi họ không muốn tỏ ra khuyến khích một động thái có thể thúc đẩy căng thẳng với Nga leo thang. Trong một bình luận hiếm hoi, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nói rằng quân đội Nga hiện đang ở thế phòng thủ trên chính lãnh thổ của họ hiện có rất ít dấu hiệu cho thấy các đối tác phương tây sẵn sàng chấp thuận lời kêu gọi của tổng thống zelensky về việc cho phép sử dụng vũ khí tầm xa mà mỹ và châu âu cung cấp để tấn công các mục tiêu ở nga tôi không tin rằng một khả năng nào đó sẽ mang tính quyết định và tôi vẫn giữ nguyên quan điểm của mình ông austin phát biểu sau cuộc họp đồng thời lưu ý ukraine có khả năng đáng kể của riêng họ để tiến hành các cuộc tấn công tầm xa một số nhà quan sát cho rằng chiến dịch đột kích lãnh thổ Nga đã chứng minh cho các đối tác Mỹ và châu Âu thấy quân đội Ukraine có thể thực hiện các cuộc tấn công phối hợp bằng cách sử dụng một loạt vũ khí thông thường do phương Tây cung cấp. Kazistov Nobert, tùy viên quốc phòng cấp cao của Ba Lan tại Washington đánh giá, chiến dịch xâm nhập Kursk là ví dụ về cách tiếp cận sáng tạo của Ukraine đối với các hoạt động quân sự sau bất ngờ ban đầu, Nga có thể sẽ tiến hành cuộc phản công lớn, nhưng câu hỏi đặt ra là họ sẽ mất bao lâu để làm như vậy. Quan chức này lưu ý Ukraine sẽ gặp khó khăn hơn để duy trì các tuyến tiếp tế cho những đơn vị ở Kursk khi mùa đông đến. Đối với Tổng thống Zelensky, khi phải đối mặt với sự mệt mỏi ngày càng gia tăng ở trong nước, trong bối cảnh xung đột bước sang năm thứ ba và mối lo ngại ngày càng gia tăng về việc sự ủng hộ của phương Tây có thể giảm sút, thì chiến dịch tấn công Kursk được xem như canh bạc mạo hiểm để Ukraine giành được đòn bẩy trong các cuộc đàm phán. Một quan chức cấp cao của châu Âu nhận định, Tháng 8 vừa qua, Tổng thống Zelensky cho biết ông hy vọng sẽ sớm trình bày một kế hoạch hòa bình mới cho Tổng thống Mỹ Joe Biden. Các nhà ngoại giao phương Tây cho rằng Điện Kremlin có thể đang chờ kết quả của cuộc bầu cử Mỹ vào tháng 11 trước khi thực hiện bất kỳ động thái nào. Cho đến nay, có rất ít bằng chứng cho thấy lực lượng của Ukraine đang xây dựng các công sự, chẳng hạn như đào chiến hào hoặc đặt mìn và bẫy răng rồng để bảo vệ những vùng lãnh thổ mà họ đã chiếm được tại Nga. Theo ông Sepsi Jones, Giám đốc Chương trình An ninh Quốc tế tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington nhận định. Họ không thực sự chuẩn bị cho phòng thủ quy mô lớn dài hạn, ông Sepp Chijon nói. Theo nhà phân tích này, Kiev có thể rút lui nhanh chóng hoặc vẫn đề ngỏ khả năng tiếp tục tiến về phía trước và chiếm thêm lãnh thổ. Ván cực mạo hiểm của Ukraine diễn ra trong bối cảnh Kiev liên tục than phiền về sự chậm trễ trong việc chuyển giao vũ khí của phương Tây và tỏ ra hoài nghi về triển vọng giải ngân gói viện trợ mới trị giá 50 tỷ đô la Mỹ. Trong khi đó, Nga đang tập trung các lực lượng mạnh mẽ nhất để tiến hành cuộc tấn công quyết định xung quanh thành phố Pokrovsk, một trung tâm hậu cần quan trọng ở phía đông Ukraine. Cuộc tấn công bất ngờ của Kyiv vào khu vực Kursk tháng trước đã làm dung chuyển xung đột ở Ukraine và châm ngòi cho một giai đoạn bất ổn mới. Đây là lần đầu tiên giao tranh diễn ra trên lãnh thổ Nga, trong khi ở mặt trận phía đông, các lực lượng của Moscow tiến công ngày càng nhanh chóng. Kể từ khi cuộc đột kích nổ ra vào tháng trước, Nga đã đáp trả bằng cách tăng cường không kích, phóng hàng loạt tên lửa và UAV vào các thành phố của Ukraine. Về phía Kiev, nước này tiến hành các cuộc tấn công trên không, đặc biệt nhắm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng và cơ sở quân sự bên trong nước Nga. Cuộc tấn công của Ukraine vào Kursk đã giúp nước này chiếm được hàng trăm km vuông lãnh thổ và hàng chục ngôi làng nhỏ, đồng thời bắt giữ hàng trăm tù nhân chiến tranh của Moscow, Cuộc đột kích này ban đầu khiến Nga mất cảnh giác, nhưng các lực lượng của Ukraine hầu như đạt rất ít tiến triển kể từ hai tuần đầu tiên và Nga đã dần dần ổn định phong tuyến tại đây dù quân đội của họ vẫn ở thế phòng thủ. Trên thực tế, việc Ukraine đột kích vào Kurs cũng mở ra một cơ hội cho Nga cho phép họ tấn công với tốc độ nhanh hơn bất thường trên mặt trận miền Đông. Một số nhà phân tích tin rằng điều này một phần là do Kiev đã chuyển một số nguồn lực dự trữ và đạn dược của mình tại đây sang chiến dịch tấn công Kursk. Trong khi đó, quân đội nga đã di chuyển ổn định về phía thành phố Pokrovsk, một trung tâm hậu cần trọng yếu và vượt qua các tuyến phòng thủ của Ukraine. Cuộc tấn công của Moscow cũng đe dọa làm gián đoạn tuyến tiếp tế của Kiev cho khu vực Donbass và làm tăng cơ hội đạt được đột phá lớn dọc tiền tuyến tại đây. Các quan chức Ukraine cho biết họ hy vọng cuộc tấn công vào Kursk sẽ kéo theo các lực lượng của nga khỏi mặt trận Pokrovsk, hiện đang đứng trước sức ép vô cùng dữ dội. Tuy nhiên, ít nhất là cho đến nay, Moscow vẫn chưa sợ bẫy. Thay vào đó, họ chọn dồn một số nguồn lực sẵn sàng chiến đấu nhất tiếp tục tiến quân vào Pokrovsk thay vì tập trung đẩy lùi quân đội Ukraine khỏi lãnh thổ của mình ở Kursk. Tổng thống Vladimir Putin hôm 5 tháng 9 đã xác nhận Điện Kremlin chọn ưu tiên tiến công vào Pokrovsk. Tổng thống Putin nhận định tại một diễn đàn kinh tế, mục tiêu của đối phương là khiến chúng ta trở nên lo lắng, hành động vội vàng, tái triển khai lực lượng từ khu vực này sang khu vực khác, cũng như ngăn chặn cuộc tấn công của chúng ta ở các khu vực quan trọng, trên hết là Donbass, ưu tiên hàng đầu của chúng ta. Nhà lãnh đạo Nga cho rằng đối phương đã thành công chưa? Không. Họ đã thất bại bằng cách tái triển khai các đơn vị khá lớn và được huấn luyện bài bản đến các quận biên giới với chúng ta đối phương đã tự làm suy yếu chính mình ở các khu vực quan trọng, trong khi các lực lượng của chúng ta tăng cường hoạt động tấn công. Hầu hết các nhà phân tích quân sự độc lập đều tin rằng hiện còn quá sớm để xác định liệu canh bạc của Ukraine ở Kursk có thành công hay không. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky Tuần này tuyên bố, Nga đã điều động khoảng 60.000 binh lính tới Kursk để đối phó với cuộc tấn công và các nhà nghiên cứu nguồn mở xác nhận các đơn vị của Moscow đã di chuyển từ các mặt trận khác. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISV có trụ sở tại Washington cho biết, Bộ Chỉ huy Nga có thể tái triển khai một số lực lượng hạn chế có khả năng được sử dụng cho các hoạt động tấn công trong tương lai theo hướng Pokrovsk Michael Copman học giả nghiên cứu cấp cao tại quỹ kennedy vì hòa bình quốc tế và Dobley chuyên gia quân sự tại viện nghiên cứu chính sách đối ngoại đã viết trong một bài báo gần đây cho foreign affairs tuy nhiên các rủi ro không nên bị đánh giá thấp hai nhà nghiên cứu cho rằng kịch bản tốt nhất là ukraine sẽ hạn chế thành quả của nga ở Donbass và tiếp tục chiếm giữ các vùng lãnh thổ ở kursk bằng một lực lượng bền vững Tuy nhiên, cũng theo hai nhà quan sát này, kịch bản tệ nhất trong vài tháng tới là Ukraine sẽ mất đi số lượng đáng kể các vùng lãnh thổ ở phía đông và không giữ được lãnh thổ ở Kursk mà vốn nước này định dùng để làm quân bài mặc cả. Philip O'Brien, giáo sư nghiên cứu chiến lược tại Đại học Saint Andrews, thì cho rằng thành công chiến dịch Kursk của Ukraine đang bị đánh giá thấp, đồng thời nhận định đây là một thành tựu chiến lược quan trọng Chuyên gia Philips O'Brien nói, đầu tiên Ukraine đang chiếm được một vùng lãnh thổ rộng lớn, có thể cung cấp hậu cần và có thể phòng thủ ngay bên trong nước Nga. Đó là một khu vực mà Nga sẽ phải vất vả giành lại nếu không có lực lượng đủ lớn. Theo ông, các vùng lãnh thổ Kiev chiếm được ở Nga cũng tạo nên một vùng đệm cho khu vực Sumy của Ukraine, đồng thời buộc Moscow phải kéo căng quân đội hiện nay để bảo vệ phần còn lại của biên giới. Tổng thống Zelensky cho biết chiến dịch tấn công vào Kursk là một phần nỗ lực lớn hơn để đưa xung đột vào trong nước Nga và buộc Điện Kremlin phải đàm phán theo các điều khoản công bằng. Ukraine cũng tăng cường chiến dịch không kích của mình nhằm vào các cơ sở quân sự và cơ sở hạ tầng năng lượng nằm sâu trong nước Nga bằng cách sử dụng đội UAV nội địa với số lượng ngày càng tăng. Cuối tuần trước, Ukraine đã tiến hành một trong những cuộc tấn công UAV lớn nhất nhằm vào các nhà máy điện và nhà máy lọc dầu ngay bên ngoài Moscow. Tổng thống Zelensky đã phát biểu tại một cuộc họp báo ở Kyiv rằng ông có ý định trình bày một kế hoạch với Tổng thống Joe Biden về cách buộc Nga phải chấm dứt xung đột khi ông thăm Mỹ vào cuối tháng này. Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết, chiến dịch Coss là một phần của kế hoạch trên, nhưng ông cũng sẽ phát thảo những biện pháp ngoại giao và kinh tế để gây sức ép với Nga, mặc dù ông không tiết lộ chi tiết. Ông Zelensky nói, mục đích chính của kế hoạch này là buộc Nga phải chấm dứt xung đột. Tôi rất muốn điều đó và sự công bằng cho Ukraine. Tuần trước, Tổng thống Zelensky đã thực hiện đợt cải tổ nội các lớn nhất kể từ khi xung đột nổ ra, với sự rời đi của một số bộ trưởng cấp cao, trong đó có Ngoại trưởng Dmytro Kuleba, một trong những gương mặt được biết tới nhiều nhất trong chính phủ Ukraine. Ông Zelensky giải thích đây là động thái cần thiết để truyền nguồn năng lượng mới cho chính phủ Ukraine. Một số người ủng hộ Ukraine ở phương Tây đã mô tả cuộc đột kích vào Kursk là một chiến thắng lớn sẽ thay đổi đáng kể tiến trình và kết quả của cuộc xung đột. Tuy nhiên, trên thực tế, cuộc tấn công đã thất bại trong các mục tiêu của chính nó và thực sự có thể gây hại nghiêm trọng cho vị thế của Ukraine trên chiến trường cuộc tấn công của ukraine không chiếm được bất kỳ trung tâm dân giao thông quan trọng nào của nga nó có lẽ có ý nghĩa nhất định trong việc nâng cao tinh thần của người dân ukraine nói chung nhưng theo các báo cáo của phương tây từ miền đông ukraine nó không giúp tăng cường tinh thần chiến đấu của các lực lượng ở đây có những bằng chứng cho thấy Nga, chứ không phải là Ukraine, đang củng cố vị thế quân sự của mình cho các cuộc đàm phán cuối cùng và hoàn toàn không rõ liệu các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga của Ukraine có thể thay đổi đáng kể xu hướng này hay không. Tát dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng vũ trang Ukraine đã thiệt hại hơn 11.220 binh sĩ, 87 xe tăng và 74 xe bọc thép chở quân kể từ khi bắt đầu cuộc giao tranh tại khu vực Kursk của Nga. Bộ Quốc phòng Nga cho hay, trong cuộc giao tranh ở khu vực Kursk, tổng cộng đối phương đã tổn thất hơn 11.220 binh sĩ, 87 xe tăng, 42 xe chiến đấu bộ binh, 74 xe bọc thép trở quân, 624 xe chiến đấu bọc thép, 361 xe, 84 pháo, 8 hệ thống tên lửa phòng không, 24 bệ phóng tên lửa đan nòng, bao gồm 7 hệ thống HIMA và 5 hệ thống MLRF, 2 xe vận chuyển và nạp đạn, 21 trạm tác chiến điện tử, 7 radar phản pháo, 2 radar phòng không, 8 đơn vị thiết bị kỹ thuật, bao gồm 2 xe phá hủy và 1 xe rà phá bom mìn UR-77. Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, hoạt động tác chiến nhằm phá hủy các đội hình của Ukraine vẫn đang tiếp tục. Tính riêng trong ngày 8 tháng 9, lực lượng vũ trang Ukraine thiệt hại 510 binh sĩ và 19 đơn vị trang thiết bị ở khu vực Kursk, gồm 3 xe tăng, 1 xe chiến đấu bộ binh, 15 xe bọc thép chở quân, 2 khẩu pháo, 1 trạm tác chiến điện tử và 13 xe ô tô. Trong ngày, nhóm tác chiến phía Bắc cũng đẩy lùi 5 cuộc tấn công của đối phương ở gần Malaya, Loknia, Chekaskaya, Konopenka, Marievka và Snagot. Bộ Quốc phòng Nga cho hay, quân đội Ukraine đã thiệt hại 40 binh sĩ, một xe tăng, một xe chiến đấu bộ binh và ba xe chiến đấu bọc thép. Ngoài ra, không quân và pháo binh Nga đã tấn công vào các điểm tập trung nhân lực và thiết bị của Lữ đoàn Cơ giới số 61 và số 115, Lữ đoàn Tấn công Đường không số 80, Lữ đoàn Tấn công số 92, lữ đoàn số 152 cùng lữ đoàn an ninh và hỗ trợ số 1004 của Ukraine ở 12 khu định cư thuộc vùng Kursk. Bộ Quốc phòng Nga thông tin thêm, lực lượng Nga cũng tấn công các khu vực tập trung lính đánh thuê nước ngoài tại vùng Sumy. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, cuộc tấn công bằng tên lửa đã khiến khoảng 30 lính đánh thuê nước ngoài và 6 đơn vị trang thiết bị bị phá hủy tại một địa điểm triển khai tạm thời gần khu định cư Steskovka, phía bắc thành phố Sumy. Hãng thông tấn TASS dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga ngày 8 tháng 9, khu định cư Novogrodovka ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk đã được nhóm chiến đấu trung tâm giải phóng. Quân đội Nga đã đánh bại lực lượng và trang thiết bị của Lữ đoàn Cơ giới số 47, Lữ đoàn Bộ binh số 144, Tiểu đoàn Tấn công số 49 và Lữ đoàn Phòng thủ lãnh thổ số 109 của Ukraine gần Chebinovka, Klebanbik, Mikhailovka, Krasnoamaysk, Grodovka, Galitsinovka và Demichov thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Lực lượng Nga cũng đã đẩy lùi 8 cuộc phản công của Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới số 32, 100, 59, 142, 25 và Lữ đoàn Vệ binh Quốc gia số 14 của Khena. Tổn thất của đối phương lên tới 560 quân nhân, một xe tăng Maxpro do Mỹ sản xuất, hai xe chiến đấu bọc thép Kozak, một khẩu pháo MSTAB 152mm, một khẩu pháo D-20 152mm và ba khẩu pháo D-30 122mm. Bộ Quốc phòng cũng cho biết quân nhân Nga đã tấn công vào địa điểm triển khai tạm thời của Trung tâm tác chiến đặc biệt phía Nam Ukraine. Bộ này cho biết, trong ngày qua, ngoài địa điểm triển khai tạm thời của Trung tâm tác chiến đặc biệt phía Nam của Ukraine, lực lượng Nga đã tấn công vào các xưởng sản xuất, lắp ráp máy bay không người lái, nơi tập trung nhân lực và thiết bị quân sự của đối phương tại 127 khu vực. Ngoài ra, lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 4 máy bay ném bom Hammer và 23 máy bay không người lái của Ukraine trong ngày qua. Trong khi đó, nhóm tác chiến Donetsk của Nga đã tiêu diệt tới 50 quân nhân Ukraine trong 24 giờ qua. Tuyên bố cho biết nhóm chiến đấu Donetsk đã đánh bại lực lượng và trang thiết bị của Lữ đoàn Phòng thủ bờ biển số 39 của Ukraine, Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến số 37 và Lữ đoàn Phòng thủ lãnh thổ số 121-124 gần Garilovka, Veseloye, Ochado Kamenka, Novokary, Antonovka và Donetsk-Proskoye ở vùng Kherson tổn thất của Ukraine lên tới 50 quân nhân, một xe chiến đấu bọc thép và 5 xe. Bộ trên cũng cho biết nhóm tác chiến phía Nam của Nga đã tiêu diệt tới 625 quân nhân Ukraine trong 24 giờ qua. Trích dẫn báo cáo cho biết, nhóm tác chiến phía Nam tiếp tục tiến sâu vào tuyến phòng thủ của địch và đánh bại các lữ đoàn cơ giới số 24, 54, lữ đoàn tấn công đường không số 10 của Ukraine, cũng như lữ đoàn vệ binh quốc gia số 12 gần Chasovya, Zalini Antkoye, Grigodovka, Sivers và Katerinovka tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Theo đó, quân đội Ukraine mất tới 625 quân nhân, một xe chiến đấu bọc thép Kozak, 8 xe ô tô, một bệ phóng trên là 10, hai khẩu pháo lựu, FH-70 155mm do Anh sản xuất, một khẩu pháo lựu M777 155mm do Mỹ sản xuất, một khẩu pháo D-20 152mm, hai khẩu pháo lựu D-30 122mm, một khẩu pháo lựu L-119 105mm do Anh sản xuất, một trạm tác chiến điện tử cũng như sáu kho đạn dược dạ chiến. Nhóm chiến đấu phía đông đã kiểm soát được nhiều tuyến và vị trí thuận lợi hơn đánh bại lữ đoàn bộ binh cơ giới số 58 và lữ đoàn cơ giới số 72 của Ukraine, cũng như lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 102 và 105 gần Velikaya, Novosenka, Zolotaya-Niva và Dobrovolje tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Đối phương đã mất tới 130 quân nhân. Nhóm tác chiến phía Tây của Nga đã cải thiện vị trí chiến thuật của mình, đánh bại lực lượng và trang thiết bị của các lữ đoàn cơ giới số 14, 53, 54, lữ đoàn cơ động đường không số 77, lữ đoàn tấn công số 3 của Ukraine, cũng như lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 144, gần Kop Sarovka, Petropavlovka, Kupians, Uzilovoy, Krupyalovka, Bodovaya, Lozovaya ở vùng Kharkov và Serebrianka ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Đối phương mất tới 550 quân nhân, một xe bọc thép chở quân M113 do Mỹ sản xuất, một xe chiến đấu bọc thép Kozak, 6 xe ô tô, một khẩu pháo Krab 155mm do Ba Lan sản xuất, hai khẩu pháo D30 122mm và một khẩu pháo M119 105mm do Mỹ sản xuất. Các trạm tác chiến điện tử Anklapner và Quetus cùng 6 kho đạn dược dã chiến cũng đã bị phá hủy. Trong khi đó, tại các khu vực như là Bryansk, Lipsov và Volchans các nhóm chiến đấu phía Bắc đã đánh bại lực lượng và trang thiết bị của Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới số 57, Lữ đoàn Tấn công Đường không số 82, Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến số 34, Lữ đoàn Phòng thủ lãnh thổ số 113, Lữ đoàn Vệ binh Quốc gia số 3 và Biệt đội Biên phòng Ukraine số 4 gần Gotovka. Optimovka, Sonovka và Volchans ở vùng Kharkov. Quân đội Ukraine đã mất tới 160 quân nhân, một khẩu pháo D-30 122mm. Trước đó, ngày 6 tháng 9, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo rằng lực lượng nước này đã kiểm soát được 6 khu định cư ở Donetsk trong tuần và sử dụng vũ khí chính xác tầm xa như tên lửa siêu thanh Kinzhan cũng như thiết bị bay không người lái tiến hành 17 cuộc tấn công lớn vào các mục tiêu quân sự của Ukraine, bao gồm các hệ thống tên lửa và cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng. Ngoài ra, lực lượng của Nga cũng tấn công một trung tâm huấn luyện chung của quân đội Ukraine tại thành phố Poltava.